Lần đầu thử làm nộm gà trộn mì chuối, tưởng không ngon mà ngon không tưởng các bác ạ. Làm cái nghề này nó hay lắm. Thấy ai có món gì hay thử mò ra rồi làm ăn thử. Phát hiện ra quá nhiều món ngon trên cuộc đời này mà mình không biết luôn. Phải nói là ẩm thực Việt Nam mình ngon và phong phú vô cùng. Quay trở lại món nộm gà hoa chuối nha. Gà các bác có thể luộc hoặc hấp lên. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ chế biến theo một cách khác, ngon hơn luộc rất là nhiều. Các bác xoa nghệ lên gà cho nó đẹp rồi để qua một bên. Đập cho tôi khoảng chục củ sả này. Với cách làm này thì gà ăn chắc thịt ngọt đậm đà. Với những ngày Tết, thay vì món gà luộc nhàm chán như mọi năm thì các bác có thể thay đổi theo cách này nhé. Đây là cách luộc gà không cần nước. Các bác lót cho tôi một lớp muối ở dưới đáy nồi. Nhớ là chọn nồi đáy dày nhé các bác. Các bác đổ cho tôi cỡ 2 bát con ăn cơm muối là được. Dàn cho nó bằng bằng ra. Giải phần củ sả lên trên, thêm phần ngọn hoặc lá lên trên, thêm nắm lá chanh nữa rồi mới đặt con gà lên. Đậy kín vung, đun nhỏ lửa khoảng 30 phút gà chín rồi. Trong khi chờ gà chín thì mình làm hoa chuối luôn. Các bác chuẩn bị cho tôi một chậu nước có vắt chanh và muối vào nhé. Hoa chuối sau khi đổ ra rất là nhiều nhựa nên là ngâm vào nước chanh muối cho ra bớt nhựa, ăn đỡ chát hơn. Và hoa chuối cũng đỡ thâm nữa. Nộm hoa chuối thì nhà tôi hay trộn với tai mũi ăn giòn sần sật ra, hoặc là xào ốc xào lươn cũng được. Tự nhiên kể xong cái thèm rõ rãi ra, tâm hồn ăn uống cứ nói đến cái ăn là tự nhiên đói bụng liền à. Sợ thật sự luôn ạ. Hoa chuối các bác bỏ bớt phần vỏ già đi, lấy phần hoa non thôi. Bình thường là tôi cứ thấy thái mỏng ra ngâm á, nhưng mà nay tôi mới học được cách làm mới nên là làm theo nha. Tôi sẽ bỏ hết phần cùi ở giữa đi, thả luôn hoa chuối vào chậu nước cho nó đỡ thâm. Sau đó vừa bóc bỏ quả non đi, vừa rửa qua hoa. Ưu điểm của cách này là bỏ triệt để được hết phần quả đi này. Ngâm hoa chuối tầm 15 phút nhé. Trong khi sơ chế và ngâm hoa chuối thì gà của tôi cũng đã chín rồi đây. Thơm ngon lắm. Giờ mà có bát tiêu chanh ở đây thì thôi, để nguội để làm nộm nha. Gà chờ nguội là việc của gà. Tôi quay ra làm nốt hoa chuối cho nó xong. Xong thì gà nguội là vừa. Sau khi hoa chuối ngâm chanh muối xong thì các bác rửa lại ở nước sạch vài lần cho tôi rồi mới luộc. Sau khi rửa sạch hoa chuối, các bác mới bắc nồi nước lên để luộc qua hoa chuối nha. Các bác cứ đun sôi nước lên, thả hoa chuối vào. Sôi lại khoảng 5 phút thì vớt ra, thả ngay vào bát nước đá lạnh cho hoa chuối được giòn. Làm cái công đoạn hoa chuối này là hơi lích kích tí nhưng mà được cái ngon, cũng đáng công mày mò. À mà lúc chuẩn bị nước đá ngâm thì các bác vắt vào đó cho tôi nửa quả chanh để giúp cho hoa chuối đỡ thâm hơn. Tất nhiên thì cái nào luộc nó đã thâm thì nó thâm rồi. Còn đây là hạn chế những phần chưa thâm nha. Các bác thấy con gà của tôi nó có uy tín không? Tôi nói rồi, luộc gà kiểu này nó ngon lắm luôn. Các bác cứ xé ra, thích ăn to thì xé to mà thích ăn nhỏ thì xé nhỏ. Xong gà rồi tôi làm nốt một số rau ăn kèm, thái sợi một vài quả ớt sừng cho vào cho nó đẹp. Mình thì chả thích ăn ớt sừng đâu, nhưng mà đồng đội mình thích nên là mình sẽ cho vào. Không ăn thì đừng gắp là được. Thêm một quả ớt cay. Phần này thì đồng đội mình thích ăn cay nhưng mà mình không thích nên là mình cho ít thôi. Ai vào bếp thì người đó có quyền lựa chọn. Thế thôi. Rau thơm thì tôi sẽ có rau húng thơm, rau răm và rau mùi ta, hay các bạn còn gọi là ngò rí á. Các bác cứ thái vừa vừa thôi, đừng to quá hay nhỏ quá nha. Phần rau này tôi cho theo cảm tính thôi. Thích rau gì mà cảm thấy hợp hợp là tôi cho vào. Các bác ăn thấy hợp rau gì thì cứ cho rau đó vào tùy thích. Xong phần rau rồi, các bác vớt phần hoa chuối ra, xóc xóc cho nó khô nước đi rồi mới xé nhá. Cách xé hoa chuối như tôi đang làm trong video này là tôi học trên mạng rồi làm thử. Nhưng mà thực tế thì làm kiểu này tôi thấy ăn mà nhai không kỹ là nghẹn nha. Nên là lần sau có làm lại thì tôi sẽ quay về cái máng lợn cũ, thái ra mà ăn cho nó nhàn. Gia vị làm nộm thì tôi dùng đơn giản lắm, có chanh, muối và đường thôi. Các bác cứ cho dần dần vào, trộn đều lên, nêm đến khi mà thấy ngon thì dừng lại. Món này thì chua chua ngọt ngọt, kèm theo vị hơi chát nhẹ của hoa chuối, ăn rất là vào nha. Các bác lưu ngay công thức này vào, để Tết hoặc cỗ bàn mà thừa nhiều gà luộc á, chán không ăn được cứ lôi ra mà làm nhức nách liền, ngon lắm.